Những ngôi nhà cũ kỹ, những biệt thự được xây dựng hàng trăm năm là một trong những đặc trưng của khu phố cổ Hà Nội. Sự thay đổi của thời gian và những biến cố, những ngôi nhà kia là nơi tập trung sinh sống của nhiều hộ gia đình trong những diện tích lớn nhỏ khác nhau. Cuộc sống của họ vì vậy cũng trở nên đặc biệt, khác hẳn so với người sống ở tầng 1 hay các khu vực khác của thành phố. Thì từ bé sinh ra và lớn lên đây rồi đều ở trong tầng 2 rồi thì nó cũng tạo thành một cái thói quen rồi. Dù mình ở trong cái ngôi nhà của mình đây là cũng tương đối là rộng so với các phố khác thì không gian nó vẫn còn có ánh sáng, có không khí. Còn nhiều người còn ở chật chội và cũng không có ánh sáng để chiếu đến căn nhà. Và là cái đấy là tôi cũng quen rồi, mặc dù sống trong cái không gian yên tĩnh giữa cái lòng phố cổ này. Xung quanh thì nó rất là sôi động, nhưng khi bước chân vào trong ngõ chỉ vài mét thôi thì nó hoàn toàn tĩnh lặng. Cũng như ngày xưa thôi, mình vẫn là sử dụng như thế này, vẫn ngồi nghe nhạc như thế này thì bây giờ có thêm khách và thì vẫn vui. Nhà anh Nghĩa nằm khuất sau những căn nhà mặt phố Lãng Ông. Căn nhà hình ống được nhiều người cùng sở hữu. Anh Nghĩa ở tầng 2, may mắn cũng khá rộng. Quán cà phê này vốn là nơi anh trưng bày đồ sưu tập của mình trong suốt bao năm tuổi trẻ. Khi những thước phim này được quay, anh Nghĩa đang sống một mình bởi vợ con anh đang ở dưới quê. Một người đàn ông vừa là chủ, vừa là nhân viên. Một mình như thế với không gian của riêng mình trên gác hài mỗi ngày. Trên các phố hàng hay trong ngõ hoặc trong các khu chợ, những căn nhà trên gác vẫn ngày ngày hòa nhịp vào cuộc sống phố phường. Buổi sáng thì ngủ dậy, ra ngoài cửa sổ, tập những động tác chân, tay khác. Sau đó thì vào ngồi mở laptop ra để đọc báo, thời sự. Thì các xem thích xem đá bóng thì các tin tức về đá bóng. Thế xong độ khoảng nửa tiếng, mình thôi mình ra lại. Mở cái điện thoại ra xem có gì hay lạ lạ thì xem. Ôi trời, hôm nay thằng nào đá đấy bố? Này hả? Đây công an đá với anh. Công an cho ai? À thế à? Theo ông thì ai ăn? Công an ăn thôi. Công an ăn hả? Ông tin tưởng ghê nhỉ, chứng tỏ theo dõi công an ăn. Ở bên dưới phố thì ồn ào, cuộc sống nó sôi động lắm. Nhưng mà bước lên đến trên nhà cái mà đóng cửa vào thì là một thế giới riêng. Ở trên các hai nó cũng có cái hay của nó. So với tầng 1 lại sát chợ, thì tầng 2 yên tĩnh hơn nhiều, nhất là khi các cánh cửa được đóng lại. Gia đình cụ Mại sống ở căn gác 2 này hơn nửa thế kỷ. Diện tích hơn 30m2, kể ra cũng là khá rộng so với nhiều căn gác 2 trên phố. Ấy, hôm nọ bố bị đau bụng tối, nọ bố nói con ấy, thế mà xoa bụng một buổi tối là hết. Hiện cụ Mại sống cùng vợ chồng con trai và cháu, yên bình như thế này mỗi ngày. Một ngôi nhà như thế này có 2 căn buồng mà là 2 hộ gia đình, đi ra đi vào là chạm nhau. Mà cái điều kiện sinh hoạt, cái bố trí về bếp núc nó không được theo ý mình. Thì mình phải tự sắp xếp lại thôi và hài lòng thôi. Các con ngõ là lối đi lên của những căn hộ gác 2. Chỉ cách mấy bước chân là những không gian khác nhau, yên ả, tĩnh lặng. Khác hẳn với sự hối hả ồn ào ngoài phố. Ngôi nhà trên tầng 2 được anh Nghĩa chuyển hướng thành điểm hẹn cà phê lính. Từ xưa thì nhà thì chỉ ở trên tầng 2 thôi thì cái đấy thì nó cũng thành một cái thói quen rồi. Đến khi mình lớn lên mà mở một cái quán kinh doanh này thì cũng đối tượng lên đây thì cũng chỉ phục vụ với những đối tượng mà
không muốn tìm sự yên tĩnh. Cuộc sống hàng ngày nó đã quá nhanh, muốn sống chậm lại một tí. Cà phê tầng 2 kén khách, hoặc khách kén không gian cà phê lính cũng được. Một chút yên bình thư thái mang tính hoài niệm, thì hẳn khách cũng phải có suy nghĩ tương đồng. Phải nói là bây giờ cái hồn của phố cổ nó không còn nhiều. Vì thế nên chúng ta quay trở lại đây và nhớ lại những cái tuổi thơ, nhớ cái thời gian mà chúng ta sinh hoạt. Tôi bước lên những cái cầu thang như thế này là lại nhớ ngày xưa là mình bước lên cái nhà của mình. Cuộc sống thì luôn luôn thích diễn ồn ào, sinh hoạt rồi thì có những lúc mà bây giờ đến tuổi, có tuổi rồi thì lại thích ở những không gian nó tĩnh lặng, bạn bè hoài niệm lại những ngày xưa. Em chào anh ạ. Trời ơi. Ồ, những cái này là bàn ghế để ngồi đây, bàn ghế để ngồi đây. Ở trong này bày luôn các cái kỷ vật chiến tranh. Wow. Ồ, cái này lựu đạn thật không ạ? Lựu đạn thật đấy. Thật luôn ạ? Thật đấy. Nhạc em đang nghe. Khi khách thì người ta khi lên đây là người ta không gọi đồ uống ngay mà người ta đi tham quan và hỏi các cái đồ vật dụng ở trên treo ở trên tường đây. Thì mình coi như thành một diễn viên hướng dẫn bất đắc dĩ. Khi mà người ta đã cùng đam mê sở thích với mình thì mình cảm thấy rất vui. Thì nó rất khó tả vì lúc cùng đồng máu với nhau rồi. Em hỏi tí, lúc này em đi vào em thấy bạn búp bê này à? Là có phải là ngày xưa là các chú lính đi lính xong rồi đó là rồi mang quà về không ạ? Đấy, ngày trở về đấy, quà để cho con, cho cháu. Thì những cái vật dụng này thì mình mặc dù không ngày nào đi được đi quân ngũ nhưng mà cũng hiểu rất rõ về nguồn gốc của từng vật dụng một. Thì có thể giải thích cho khách được về những cái vật dụng đấy là người ta dùng trong hoàn cảnh như thế nào, ra đời như thế nào là mình cũng hiểu được điều đấy. Thế xin mời cả nhà ngồi. Mang màu sắc xưa cũ, vắng vẻ và yên tĩnh. Khách của cà phê lính trên tầng 2 là những nhóm khách nhỏ ở nơi xa. Họ biết đến bởi món cà phê trứng vẽ Hà Nội nổi tiếng của ông chủ quán. Vậy em thử cà phê trứng luôn. Thế cho em một cà phê nâu đá đi ạ, cho các mọi người. Em cảm ơn. Trước đây thì những năm tháng ở nước ngoài thì mình cũng đã biết về người nước ngoài ta vẽ lên cốc cà phê kem như cappuccino, người ta vẽ nhiều bằng máy. Nhưng khi về Việt Nam thì đúng vào cái dịp Covid đấy thì mình mở cửa hàng và nghĩ lên là sẽ vẽ lên cốc cà phê trứng mà vẽ bằng chất liệu bút sắt, bằng bút sắt và chất liệu bằng cacao. Muốn vẽ lên cốc cà phê trứng đặc trưng riêng về những cái nét cổ của Hà Nội, những cái danh lam thắng cảnh tiêu biểu của Hà Nội. Trời ơi, anh Cường ơi, anh có thấy gì không? Anh nghĩ là anh sẽ không uống. em không nghĩ là một cốc cà phê trứng mà lại có thể có cái hình đẹp được như thế này á. Sao anh có thể vẽ được như thế này nhỉ? Vẽ hay là in? Vẽ bằng tay á. Mình được nghe những cái tiếng âm thanh này rồi. Phía bên ngoài thì phố rất là ồn ào và náo nhiệt. Nhưng mà chỉ một vài bước chân thôi lên cái gác hai này thì là một cái không gian có thể nói rằng là rất là yên tĩnh. Và đặc biệt là tới đây thì mình lại được thưởng thức cà phê, đồ uống rất là ngon cùng với một cái không gian rất là đậm chất của cà phê lính. Sẽ có rất là nhiều trải nghiệm cho du khách đến đây. Cái bọt này tĩnh lặng, bình yên nè. Mà mình cảm thấy nó hoàn toàn đối lập với lại một cái Hà Nội xô bồ ngoài kia. Bước vào đây một cái là quên hết tất cả mọi thứ. Và cảm thấy được rằng là ôi, tại sao lại có những cái góc như thế này nữa. Đây là một cái đặc trưng mà điểm cộng rất lớn của Hà Nội khi mà mình từ một nơi khác đến. Quán cà phê trên gác 2 có thể là một lợi thế, cũng có thể là sự bất tiện. Nhưng những ai đã chọn không gian tầng 2 thì hẳn họ muốn tìm tới sự yên tĩnh. Những căn nhà gác 2 lúc nào cũng có nhiều điều thú vị. Những người sống trên gác 2 bao giờ cũng có một lối sống khác. Ông nào về đây.
Ông đang sử dụng bàn thờ. Phía sau cánh cửa gác hai của mỗi một ngôi nhà trên khu phố cổ là sự đa dạng về màu sắc cuộc sống. Ở lâu nên thành quen, sống lâu nên thấy thân thuộc. Rõ ràng sự yên bình là điều mà những người như cụ Mại, ông Dũng hay anh Nghĩa đều cảm nhận thấy. Biết làm sao cho nó sáng mặt Phật. Rồi, ông thích là ok rồi. Thoải mái, không ồn ào. Thì rồi là muốn xem nó ở đường phố nó sinh động như nào thì mở ra cửa sổ xem thôi. Chứ còn thích nhất là nó không ảnh, không ào vào, không vướng ai cả. Đã có một lần mình sang bên em mình, điều kiện sống thì tuyệt vời, nhưng mà nó hơi thiếu cái hồn người Hà Nội, nó ăn vào máu mình rồi, nó quen rồi. Ở đây đi một bước đi xuống đường, ẩm thực thì là số một, cái đó thì nói thật là không thể chê phủ nhận được. Thật ra là bây giờ mình cảm thấy là hài lòng với cuộc sống này, chất Hà Nội. Cái hồn người Hà Nội không có gì khó đạt lắm, khó diễn đạt lắm, khó nói lắm. Cho nên là vui, vui với cuộc sống này. Con bây giờ mà bỏ cái này ra là chịu thua luôn. Đàn bác quay phim ở nhà chơi cho nó vui. Đó, thú nhất đi. Gắn bó với phố cổ, gia đình cụ Mại, anh Nghĩa hay những người khác sống trên tầng 2 đều đang đóng góp vào việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của khu phố cổ, chia sẻ và truyền bá những giá trị đó đến với những người khác một cách bình dị và đáng trân trọng. Tôi thấy là rất hài lòng với cái này rồi, không đủ gì cả. Có chỗ ngủ, ăn ngủ, rồi có chỗ làm việc, thế là thoải mái lắm rồi. Muốn ăn uống thì ở phố này không thiếu cái thứ gì ăn cả. Đấy là cái thích nhất rồi.